Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ để ở cùng các con luôn mãi. Thưa cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ điều ấy, và Người đã thực hiện lời hứa ấy. Vào ngày lễ Vũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã đến với giáo hội, biến các tông đồ là những người nhút nhát, sợ hãi, khép kín, trở nên những nhân chứng mạnh mẽ, can đảm và mở tung các cửa để nói với những người hành hương về Đức Giêsu Kitô, Người là đấng thiên sai, Người đã chết và sống lại như lời thánh kinh. Chúng ta thấy sứ mạng dương thế của Đức Giêsu trong những năm rao giảng tin mừng luôn luôn có Chúa Thánh Thần ở cùng. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, công bố ngày hồng ân và năm khen thưởng của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã tuyên bố, hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai quý vị vừa nghe. Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với Đức Giêsu, Người đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc, Người ban cho Chúa Giêsu được tràn đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, để rồi những gì mà Chúa Giêsu làm, những gì mà Chúa Giêsu rao giảng, có Thánh Thần thực hiện với Chúa Giêsu. Và như thế chúng ta, giáo hội từ ngày lễ Ngũ Tuần có Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với chúng ta để canh tân giáo hội, như bài đáp ca chúng ta vừa hát lên. Chúa Thánh Thần là đấng canh tân đổi mới vũ trụ, đổi mới cuộc sống xã hội, đổi mới giáo hội và đổi mới lòng con người. Những gì mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng Thánh Gioan là tâm sự với các môn đệ để giúp cho các ông bình tâm trước khi Người bước vào cuộc khổ nạn. Người không phải chỉ ra đi và để cho các ông mồ côi, nhưng Người sẽ xin với Chúa Cha và ban Chúa Thánh Thần đến cho các môn đệ. Chúng ta thấy theo lời Chúa Giêsu trong tin mừng, Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các tông đồ và nơi chúng ta ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là giúp cho các tông đồ kiên vững đức tin, bởi vì Chúa Thánh Thần đến soi sáng để những gì Chúa Giêsu đã dạy trước đó, giờ đây các tông đồ nhớ lại và hiểu ý nghĩa trọn đầy. Có thể Chúa Giêsu khi rao giảng giáo huấn các ông không lĩnh hội hết được, các ông không hiểu hết được, bởi vì Chúa nói một đằng mà các ông lại hiểu một nẻo. Có khi Chúa nói về những điều cao siêu, các ông lại hiểu những và gì ở trần thế. Chúa Thánh Thần đến để kiên vững đức tin của các ông, làm cho các ông được trở nên môn đệ chọn hảo của Chúa Giêsu. Các ông được trang bị bằng những kiến thức cần thiết để các ông nhận ra sứ điệp, sứ mạng của Chúa Giêsu, đồng thời nhận ra sứ mạng của chính bản thân mình với tư cách là người môn đệ. Khía cạnh thứ hai đó là Chúa Thánh Thần soi sáng thêm sức để các ông trở nên nhân chứng của Đức Giêsu. Các ông là những người mắt thấy tai nghe, các ông đã được lắng nghe lời Chúa Giêsu rao giảng, chứng kiến các phép lạ Người đã làm. Các ông là những người đã nhìn thấy Thầy mình chịu chết trên cây thập giá và đã gặp gỡ Người khi từ cõi chết sống lại. Chúa Giêsu muốn các con hãy làm nhân chứng cho Thầy. Và khi Chúa Thánh Thần, khi đấng phù trợ đến, Người sẽ soi sáng thêm sức mạnh cho các con để các con có khả năng làm chứng cho Thầy. Các môn đệ làm chứng cho Thầy ở vào một bối cảnh xã hội vô cùng khó khăn phức tạp, ở vào thời giáo hội sơ khai, bởi vì những người tin vào Chúa Giêsu lúc bấy giờ được coi như những người vô thần, được coi như một giáo phái, được coi như những người gây rối trong xã hội và bị coi là những người cần phải tru diệt. Nhưng các tông đồ nhờ ơn Chúa Thánh Thần kiên vững đức tin cá nhân và có khả năng để làm chứng cho Chúa Giêsu, và chứng từ của các môn đệ
của các tông đồ mạnh mẽ đến nỗi họ sẵn sàng lấy mạng sống của mình để mà làm chứng cho những gì mà họ đã thấy và những gì mà họ đã nghe. Thánh Phêrô đã can đảm tuyên bố trước công nghị Do Thái: chúng tôi không thể không nói những gì mà chúng tôi đã thấy và đã nghe. Thưa anh em chúng sinh thân mến, chúng ta đang được đào tạo trong gia đình Đại chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Nơi đây Chúa Thánh Thần là đấng đào tạo chính yếu của chúng ta. Chúa Thánh Thần nhào nắn để làm cho chúng ta nên giống như Chúa Giêsu, đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc đào tạo linh mục. Và Chúa Thánh Thần cũng sẽ là tác nhân chính khi chúng ta thi hành sứ vụ linh mục sau khi đã được thủ phong linh mục. Như thế, ngày hôm nay cũng như ngày xưa, Chúa Thánh Thần luôn luôn tác động ở hai khía cạnh. Một đằng, người soi sáng giúp cho chúng ta kiên vững đức tin, để rồi giữa mọi phong ba thử thách của cuộc đời, chúng ta vẫn vững vàng tin vào Chúa Giêsu, đấng mà chúng ta đã chọn lựa làm lý tưởng cuộc đời mình, đấng mà chúng ta đã liều mình bước dấn thân để theo Đức Giêsu, mặc dù biết rằng đấng mà mình đi theo là đấng chịu đóng đinh trên cây thập giá và là đấng hiến thân làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Trong những năm đào tạo ở Đại chủng viện, chúng ta phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Đồng thời, chúng ta có một tấm lòng rộng mở và một con tim yêu thương, có tâm hồn biết lắng nghe để Chúa Thánh Thần đào tạo chúng ta, giúp chúng ta kiên vững đức tin. Nơi đây là nơi đào tạo chúng ta trở thành những con người của đức tin, người của giáo hội, người của Thiên Chúa và người của mọi người. Nơi đây Chúa Thánh Thần cũng đào tạo chúng ta ở khía cạnh thứ hai, giúp cho chúng ta làm nhân chứng của Chúa Giêsu giữa đời. Linh mục là người làm chứng cho Chúa Giêsu. Đương nhiên đây là ơn gọi chung của tất cả những người Kitô hữu. Sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8 đã nói đến lệnh truyền của Đức Giêsu với các tông đồ: còn anh em hãy làm chứng cho thầy khởi đầu từ Jerusalem và đến tận cùng trái đất. Lệnh truyền ấy cũng như lệnh truyền Chúa Giêsu phục sinh trước khi về trời: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, quy tụ muôn dân, dạy dỗ họ và rửa hầu tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Như thế đó chính là sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay. 20 thế kỷ đã qua, lời Chúa Giêsu sai các môn đệ đi khắp cùng thế giới vẫn mang tính thời sự. Chính Chúa Thánh Thần trang bị cho chúng ta những kiến thức, nghị lực và sức mạnh cần thiết để chúng ta làm chứng cho Chúa. Làm chứng là gì, thưa anh em chúng sinh thân mến? Làm chứng là ngôn ngữ xuất phát từ lãnh vực pháp định, tòa án. Khi người ta có tranh cãi giữa hai người thì người ta muốn tìm một người thứ ba, người ấy là người biết rõ vụ việc, đến để làm chứng. Vì thế cho nên người thứ ba ấy được gọi là chứng nhân. Người thứ ba ấy muốn làm chứng thì phải hiểu rõ hai con người đang tranh chấp, hiểu rõ sự việc, hiểu rõ diễn tiến của nó và phải trình bày đâu là lẽ thật. Người làm chứng hay là chứng nhân phải thề hứa nói thật theo lương tâm, nếu không sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Người làm chứng phải quả quyết bằng chính cuộc đời của mình, danh dự của mình và đôi khi bằng mạng sống của mình. Đó là trường hợp các thánh tử đạo. Làm chứng là khẳng định với con người hôm nay trong một thế giới tục hóa là Thiên Chúa hiện diện. Làm chứng là nói với con người của thời đại chúng ta khi bạo lực ghen ghét tràn đầy: Thiên Chúa là đấng yêu thương. Làm chứng là nói với một thế giới mà không biết bao dung và luôn luôn tìm cách hận thù, khẳng định rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Làm chứng là nói với con người của thời đại chúng ta khi người ta mất định hướng, khi người ta không biết tìm đâu những giá trị vĩnh cửu, hoặc là khi người ta gạt bỏ hình ảnh của Thượng Đế, thì chúng ta khẳng định Đức Giêsu là đấng cứu độ con người. Thưa anh em thân mến, để biết làm chứng cho Chúa và
Và để làm chứng cho Chúa có hiệu quả thì chúng ta phải biết về Chúa Giêsu, phải học về Chúa Giêsu, phải gặp gỡ Chúa Giêsu và phải nên giống Chúa Giêsu. Đến để phục vụ, đó là chủ đề của năm học 2023-2024. Chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Giêsu đến để phục vụ con người. Hình ảnh ấy trải dài trong các tin mừng, trong giáo huấn của Chúa Giêsu, và hình ảnh ấy vẫn còn đã còn đang được phá hòa nơi những hoạt động muôn màu muôn vẻ của giáo hội chúng ta. Linh mục là người phục vụ, linh mục là người nên giống Chúa Giêsu, và linh mục phục vụ với tâm tình của Chúa Giêsu, với ánh mắt của Chúa Giêsu, với trái tim của Chúa Giêsu và với lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban cho gia đình đại chủng viện của chúng ta năm nay tinh thần phục vụ được thấm đẫm trong chương trình đào luyện cũng như trong mọi sinh hoạt, để tạo được những điểm nhấn và tạo được những điểm xuất phát của chúng ta trong hành trình đời sống linh mục sau này. Bài sách thánh thứ nhất kể lại một câu chuyện quen thuộc trong sách Sáng Thế. Khi mà con người cảm nhận như tự mình làm được đầy đủ, họ nghĩ rằng Thiên Chúa ở trên cao, nếu xây một cái tháp vươn cao tới trời thì sẽ được nên giống như Thiên Chúa. Cơn cám dỗ Ba-ven cũng là cơn cám dỗ của con người thời nay, thưa cộng đoàn thân mến. Đây đó có những trường phái, có những khuynh hướng mang theo những mầm mống của sự chia rẽ, của sự bất đồng. Như chúng ta thấy bức tranh của xã hội và giáo hội hôm nay. Chính thì vì thế mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới hãy cùng nhau để vươn tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp thông, tham gia và sứ vụ, tức là ba hành động cụ thể để chúng ta xây dựng giáo hội hiệp hành. Nếu tháp Ba-ben là điểm của phân tán, thì giáo hội hiệp hành là điểm quy tụ. Nếu tháp Ba-ben làm cho người ta không hiểu nhau, thì Chúa Thánh Thần là lưỡi lửa đến từ Thiên Chúa, đã gắn bó muôn dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi con người, mọi cá nhân nên một trong Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và đã phục sinh vinh quang. Đấng ấy đang hiện diện giữa chúng ta, là thầy dạy, là lý tưởng của chúng ta, đồng thời cũng là gương mẫu cho chúng ta trong tinh thần phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em mình. Amen.